Hello, lại là Miên Đời, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn để cái dòng máy Deco. Thì cái máy này cũng là gọi là máy mới luôn, mới nhập, nhưng nó có một cái hiện tượng là nó mát. Tại cho dù xu có mới hay là xu cũ gì đó thì nó cứ báo A miết, hai xu mới vào thì nó vẫn báo mát giấy tại A và B. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xử lý cũng như là thay thế cái cụm lá giấy. Thì cái dòng máy Deco nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn, mời các bạn theo dõi luôn nhé. Đây, đây cũng là một cụm cũ đã xử lý dán dán giấy luôn rồi. Thì dán giấy mục đích làm gì? Thì dán cái giấy này mục đích là để cho lỡ mà từ cái mực nó có rơi xuống đó, nó có rơi xuống đây đó, thì nó sẽ trôi ra ngoài, nó không có chui vào trong bánh xe này. Đôi lúc các bạn mực với từ nó trôi vào trong cái trục bánh xe này, nó dẫn đến những cái viên bi quay một chiều trong nó bị bó và bị rít, thì nó dẫn đến những cái lỗi như mát giấy này nọ liên tục tại A đó. Thì rất là nhiều nguyên nhân, cầm lấy giấy đây chứ cũng rất nhiều nguyên nhân này, nên các bạn phải lưu ý giúp mình. Thì hôm nay mình sẽ mở và thay thế cho các bạn xem nhé. Đây, để cái dòng máy Deco luôn. Thì trước tiên á, thì ở dưới đây đó là nó có một cái cái đây này, thì mình sẽ mở hơi ngóc ra đây cho các bạn xem luôn này. Đó, đây mở ngóc đây và ngóc dưới đây, nó sẽ mở ra. Sẽ kéo những cái khe giấy rồi để lái nó ra và bấm cái nút ra luôn này, ta sẽ rút ra thôi, rất đơn giản. Đó. Thì chúng ta sẽ lái được cái này ra trước. Bước tiếp theo, chúng ta đừng có đại cái này lại luôn nhé. Khi chúng ta rút cái cụm giấy ra rồi thì chúng ta cũng đại lại được. À, chào sếp. Thì chúng ta sẽ quay qua cái thằng này, ta sẽ mở cái này rồi. Mở cái bộ phận này vào nhé. Đó, thì live phát trực tiếp cho anh em xem. Anh em nào like nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh, nhớ đăng ký kênh nhé. Bấm một nút thumbs up giúp cho mình. Video mới cho tất cả các bạn xem. Thì thông thường không cần mở hai cái này. Đó. Chúng ta không cần mở hai cái này. Và chỉ cần kéo cái vị trí của mình nó hơi phức tạp, thế là không có mặt bè. Nhưng nó hơi chặt rồi, thì các bạn phải mở ra. Bạn rút ra ra giúp mình. Đó, rút ra luôn. Anh chặt trọng xíu các bạn. Rồi, rút cái đó ra thì chúng ta sẽ tiến hành kéo nó lại như nước. Ủa sao chặt xíu, không có mặt mặt. Thì chúng ta sẽ dùng ta đẩy lên và lái cái này ra luôn. Rồi, thì tiến hành mở lấy cái cụm này ra. Cụm này cụm tranh này, cụm hai bố lẩu này cho dù rất là mới nhưng mà cũng vẫn bố lẩu này. Vì cái cụm tranh hình như mình có gión rồi nhưng mà lái từ cùng cũ bỏ qua nên là bọn lắp nó luôn. Đó, các bạn lái cầm tay bỏ xuống cùng dưới luôn cũng được. Ta sẽ mở rút dây điện này, rút dây điện bên đây nè, điện như tay mình này, rút dây điện này, rút qua ba sợi dây điện ra nè. Nó có ba sợi dây điện này, ta rút rồi và nó có một con ngóc, ngóc bên đây chúng ta sẽ mở luôn ngóc rồi mới lái được nhé. Ngóc đó là mục đích nó giữ thay cho chúng ta đó.
Rồi thì ta chỉ cần đẩy nhẹ thôi, đẩy nhẹ em ta rút ra đó, kéo ra nhẹ 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 nhau có gì. Rồi mình dọn đây đó, thì mình đã lái ra rồi. Thì cái cụm này á là nó thừa 24, à cho dù xu là mình thay xu mới xu xịn luôn nè, mình thay xu xịn luôn nè vẫn vô lỗi. Thì do cái lúc mình nhập máy thì mình không kiểm tra cái những cái nhông này, nhìn những cái nhông nó rất là cũ và bị đen, chứng tỏ là mực đã vào đây rồi, nhưng mà mình dón như vậy thì nó vẫn chưa có tác dụng, bởi vì lúc trước nó đã vô trong đây thì mình chỉ cần thấu rồi vệ sinh cái này, chúng ta sẽ chuyển qua cây giặt và chúng ta sẽ rút cái xu thay xu, thay cái xu thôi. À, chúng ta sẽ thay cái xu qua cái cụm này. À. Đúng, chúng ta sẽ rút ra. Chúng ta sẽ đổ xu qua đây. Đó thì chúng ta sẽ đổi các bạn này. Nói lưu ý cho các bạn xem nè, các bạn nên mua những cái xu như thế này, xu này rất là xịn đó, xu này rất là xịn, nên chúng ta sẽ đầu tư cái xu này nhé. Nó cũng có một cái xu xu nhìn rất là ngon, nhưng mà chạy được khoảng thời gian ít thì nó lại không được, nó mòn gì các bạn, nên các bạn lấy xu xịn giúp mình. Đó, rồi rồi thì sau khi xong mình sẽ kiểm tra cái hàng này đó, kiểm tra hàng này đó, mình sẽ kiểm tra hàng này và tiến hành thay luôn cái xu khớp để cho nó dùng dây kéo dọc hay dọc nhé. Là mình chỉ cần thay một con là đã ok rồi. Đó, mình sẽ đi lái và thay con nó vô. Thì anh em mua máy là phải nên trữ như thế này, ở lúc mình cần là phải có liền để chạy dịch vụ mà. Thì các bạn biết không, Tết rồi, vụ thì do đây gần Tết mà vẫn có máy móc chạy. Đó, thì tài liệu này nè, máy không thách mực. Ok, tiếp tục mua trữ chạy đường Hòn Phú Nam. Mình sẽ thay cái trục này nhé, bánh này mò hung rồi, mình sẽ thay trục này vào đi. Sau này chưa hư, nhìn đầu lúc tháo ra tôi vô rồi, những cái lãi nó hư thì mình sẽ có những cái lãi khót để thử lấy vô. Tìm những cái lãi giống mình gài vào ha, không quan trọng đó, rất giống nhau thôi, có chi
quá thì mình sẽ kiếm cái lãi khớp. Tiến hành lắp lại nhé, cắt tận dụng để làm việc khó rồi. Ok, tiếp tục. Ok rồi, thì mình sẽ lắp cái cụm phía dưới trước, vì cái cụm phía dưới là mình đã thấu lao rồi thì mình lắp trước. Cho nó chạy khai dọc thì nó ít mát hơn thôi, đơn giản thôi. Chạy dọc thì các bạn nên sau này lỡ nó có lỗi gì chúng ta sẽ đổi cho cái khai chạy ngon thoải mái hơn, tận dụng qua lại nữa thôi. Dây nào cắm lại dây đó thôi, hầu như là mũ dây nó là mũ kiểu nên dễ phân biệt, để cho bọn khổ bị nhầm lẫn nữa. Rồi khai này xong, lực đó tiếp tục khai tay, tiếp tục khai tay. Chúng ta sẽ lùi bước từ từ thôi, có ra có nâu nắng tôi sẽ kiểm tra thì nó vô khớp chưa. Nếu mà vô khớp rồi thì chúng ta chỉ cần bèn ốc lại thôi. Rồi, đã vô khớp. Tôi sẽ tiến hành bác ốc lại. Nó chỉ có một con ốc giữ nó thôi nhé. Đó, nó chỉ có một con ốc giữ. Tiến hành gài dây điện lại như cũ. Rồi sẽ tiến hành lắp hết lại như cũ rồi. Tiếp tục như vậy lắp cho nó đủ hết chứ. Một phần nãy chúng ta phá rồi ha. Ừ.
Rồi xong, lắp đồ lại như cũ. Rồi thì sẽ lắp cái này vào trước. Rồi, ok. Thì tiến hành bỏ giấy vào và đại lệ ha. Bật má lên test thử luôn. Biết cái khai đây nguyên nhân vì đang nẹn thì chặt mình sẽ xử lý sao. Cắn cái gì mà nó rất nẹn. Chưa, xong. Nắp lại tiến hành bật má thử luôn, cắm gì mẫu lại như cũ. Rồi, khởi động xong, ta sẽ test công tơ kiểm tra trước. Bỏ chờ xí. Rồi, ngon lắm. Ta sẽ chạy hơi mặt tử. Nha. Rồi. Rồi, ok, rất là ngon lắm. Thì trong quá trình trả sẽ test thử kiểm tra thêm có chi hả? Hỗ trợ thêm cho tất cả các bạn. Thì các bạn bình luận bên dưới, cứ nhắn tin hoặc là sẽ ủng hộ mình bằng cách đăng ký tham gia vào hội viên. Đó, sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt cho tất cả các bạn và nhiều hướng dẫn tích cực trong công việc ngoài giờ hành chính qua luôn. Cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại clip sau. Bye.